Này Xá Lợi Tử, nên biết các kẻ phá hoại Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, những hạng ấy chính là loài địa ngục bàng xanh quỷ đói, quyết định sẽ chịu đại khổ vô biên cực nặng dữ dội. Do vậy kẻ trí chẳng nên hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Khi ấy Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên nào chỉ nói những kẻ hoại chánh pháp như thế sẽ đọa đại địa ngục bàng xanh quỷ đói chịu khổ lâu dài mà chẳng nói hình mạo thân tướng của họ? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, thôi, chẳng nên nói về hình tướng ác thú mà kẻ hoại chánh pháp đời sau phải chịu. Vì cớ sao? Này Xá Lợi Tử, vì nếu ta nói đủ về hình tướng ác thú mà kẻ hoại chánh pháp đời sau phải chịu, thì người đó nghe ắt phải kinh sợ, sẽ mửa máu nóng, thậm chí mất mạng hoặc khổ như người gần chết, tâm tư yêu não như chúng tên độc, thân khô héo dần như cỏ gặp xương. Vì sợ người đó nghe nói tội hoại chánh pháp, phải chịu khổ thân xấu lớn như thế, kinh hoàng tán thân mất mạng, nên ta thương xót không nói hình tướng thân mạo của tội hoại chánh pháp cho họ. Xá Lợi Tử nói: Cụ xin Thế Tôn nói về hình tướng ác thú mà kẻ hoại chánh pháp đời sau phải chịu, để răn dạy cho những người trong đời vị lai biết tội hủy báng pháp sẽ bị khổ lớn mà chẳng gây tội này. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, những điều ta nói trước đây đủ làm lời răn dạy sáng tỏ, nghĩa là các thiện nam tử, thiện nữ nhân đời vị lai nghe ta nói kẻ gây tạo tăng trưởng viên mãn nghiệp hoại chánh pháp sẽ đọa đại địa ngục bàng xanh cõi quỷ chịu khổ lâu dài trong mỗi mỗi cõi, thì đủ tự gìn giữ cẩn thận, chẳng hủy báng chánh pháp. Khi ấy Xá Lợi Tử bèn thưa Phật: Kính vâng Bạch Đức Thế Tôn, kính vâng Bạch Đức Thiện Thể, đời sau các thiện nam tử, thiện nữ nhân, tánh trong sạch, nghe những lời dạy của Phật về tội hủy báng chánh pháp sẽ cảm lấy khổ lâu dài, thì đủ làm lời răn sáng tỏ cho họ, thả bỏ thân mạng, quyết chẳng hủy báng chánh pháp, chớ làm cho mình sau phải chịu khổ ấy. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có các thiện nam tử, thiện nữ nhân thông tuệ nghe Phật nói người hủy báng chánh pháp đời đương lai sẽ chịu đại khổ lâu dài, nên họ khéo hộ trì nghiệp thân ngữ ý, đối với chánh pháp chẳng dám bài báng hủy hoại, sợ đọa ba cõi ác chịu khổ lâu dài, ở mãi trong ấy chẳng được thấy Phật, chẳng được nghe chánh pháp, chẳng được gặp tăng, chẳng được sanh ở nước có Phật, dù sanh cõi người cũng là hạng nghèo cùng hèn hạ xấu xí ngu dại, các căn thiếu khuyết, nói lời gì ra cũng không ai tin nhận. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, kẻ gây tạo tăng trưởng nghiệp cảm thiếu chánh pháp, lẽ nào chẳng do tập nghiệp ác hữu tạo ra? Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy. Thật đúng là do thói quen tập nghiệp ác ngữ gây tạo tăng trưởng, chiêu cảm lấy nghiệp thiếu chánh pháp. Ở trong chánh pháp tỳ nại gia của ta sẽ có những kẻ xuất gia ngu si. Tuy tôn xưng ta làm đại sư, nhưng bài báng hủy hoại Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa của ta thuyết. Này thiện hiện, ông nên biết, nếu ai hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tức là hủy báng vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Nếu hủy báng vô thượng chánh đẳng bồ đề chư Phật, tức là hủy báng trí nhất thiết tướng của chư Phật quá khứ vị lai hiện tại. Nếu hủy báng trí nhất thiết tướng của chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, tức là hủy báng tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác. Nếu hủy báng tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, tức là hủy báng Phật bảo, Pháp bảo, Bí xô tăng bảo. Nếu hủy báng Phật bảo, Pháp bảo, Bí xô tăng bảo, tức là hủy báng chánh kiến của thế gian. Nếu hủy báng chánh kiến của thế gian, tức là hủy báng bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh độ, Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng là hủy báng nội không cho đến vô tánh tự tánh không, cũng là hủy báng bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Như vậy cho đến cũng là hủy báng mười lực của Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng là hủy báng trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Do vị ấy hủy báng trí nhất thiết tướng nên nhận lấy vô lượng vô số vô biên nghiệp tội. Do nhận lấy vô lượng vô số vô biên nghiệp tội nên phải thọ lấy vô lượng vô số vô biên khổ lớn trong tất cả cõi địa ngục, bàng xanh, quỷ và loài người. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, do những nhân duyên nào mà các kẻ ngu phu kia hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế? Phật dạy: Này thiện hiện, do bốn nhân duyên mà những kẻ ngu phu kia hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế. Những gì là bốn?
Một là bị các tà ma làm mê hoặc nên những kẻ ngu phu kia hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa như thế. Hai là chẳng tin hiểu pháp sâu xa nên những kẻ ngu phu kia hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa như thế. Ba là chẳng chuyên cần tinh tấn say đắm năm uẩn, bị các ác tri thức nhiếp thọ nên những kẻ ngu phu kia hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa như thế. Bốn là ôm nhiều giận dữ ưa tạo pháp ác hay tự cao khinh dễ kẻ khác nên các kẻ ngu kia hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa như thế. Này thiện hiện, do những kẻ ngu kia đầy đủ bốn nhân duyên như vậy nên hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa như thế, do đây nên tương lai phải chịu vô lượng khổ. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, kẻ ngu ở thế gian chẳng chuyên cần tinh tấn, bị ác tri thức nhiếp thọ, chưa trồng căn lành, đủ các hạnh ác nên thật khó tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa mà Phật đã nói. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, những kẻ ngu ở thế gian chẳng chuyên cần tinh tấn, bị ác tri thức nhiếp thọ, chưa trồng căn lành, đủ các hạnh ác nên thật khó tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa mà ta đã nói. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế sâu xa ra sao mà khó tin khó hiểu vậy? Phật dạy: Này thiện hiện, sắc không buộc không mò, vì sao? Vì tánh không sở hữu của sắc là tự tánh của sắc. Thọ tưởng hành thức không buộc không mò, vì sao? Vì tánh không sở hữu của thọ tưởng hành thức là tự tánh của thọ tưởng hành thức vậy. Này thiện hiện, nhãn xứ cho đến ý xứ không buộc không mở, vì sao? Vì tánh không sở hữu của nhãn xứ cho đến ý xứ là tự tánh của nhãn xứ cho đến ý xứ. Sắc xứ cho đến pháp xứ không buộc không mở, vì sao? Vì tánh không sở hữu của sắc xứ cho đến pháp xứ là tự tánh của sắc xứ cho đến pháp xứ vậy. Này thiện hiện, nhãn giới cho đến ý giới không buộc không mở, vì sao? Vì tánh không sở hữu của nhãn giới cho đến ý giới là tự tánh của nhãn giới cho đến ý giới. Sắc giới cho đến pháp giới không buộc không mở, vì sao? Vì tánh không sở hữu của sắc giới cho đến pháp giới là tự tánh của sắc giới cho đến pháp giới. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới không buộc không mở, vì sao? Vì tánh không sở hữu của nhãn thức giới cho đến ý thức giới là tự tánh của nhãn thức giới cho đến ý thức giới. Nhãn xúc cho đến ý xúc không buộc không mở, vì sao? Vì tánh không sở hữu của nhãn xúc cho đến ý xúc là tự tánh của nhãn xúc cho đến ý xúc. Nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không buộc không mở, vì sao? Vì tánh không sở hữu của nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ là tự tánh của nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ vậy. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa không buộc không mở, vì sao? Vì tánh không sở hữu của bố thí ba la mật đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa là tự tánh của bố thí ba la mật đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa vậy. Này thiện hiện, nội không cho đến vô tánh tự tánh không không buộc không mở, vì sao? Vì tánh không sở hữu của nội không cho đến vô tánh tự tánh không là tự tánh của nội không cho đến vô tánh tự tánh không vậy. Này thiện hiện, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không buộc không mở, vì sao? Vì tánh không sở hữu của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo là tự tánh của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo vậy. Này thiện hiện, như vậy cho đến 10 lực của Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng không buộc không mở, vì sao? Vì tánh không sở hữu của 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng là tự tánh của 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng vậy. Này thiện hiện, trí nhất thiết không buộc không mở, vì sao? Vì tánh không sở hữu của trí nhất thiết là tự tánh của trí nhất thiết. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không buộc không mở, vì sao? Vì tánh không sở hữu của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vậy. Lại nữa thiện hiện, sắc quá khứ không buộc không mở, vì sao? Vì tánh không sở hữu của sắc quá khứ là tự tánh của sắc quá khứ. Thọ tưởng hành thức quá khứ không buộc không mở, vì sao? Vì tánh không sở hữu của thọ tưởng hành thức quá khứ là tự tánh của thọ tưởng hành thức quá khứ vậy. Như vậy cho đến trí nhất thiết quá khứ không buộc không mở, vì sao? Vì tánh không sở hữu của trí nhất thiết quá khứ là tự tánh của trí nhất thiết quá khứ vậy.
Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, quá khứ không buộc không mở. Vì sao? Vì tánh không sở hữu của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, quá khứ là tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, quá khứ vậy. Này thiện hiện sắc vị lai không buộc không mở. Vì sao? Vì tánh không sở hữu của sắc vị lai là tự tánh của sắc vị lai. Thọ tưởng hành thức vị lai không buộc không mở. Vì sao? Vì tánh không sở hữu của thọ tưởng hành thức vị lai là tự tánh của thọ tưởng hành thức vị lai vậy. Như vậy cho đến trí nhất thiết vị lai không buộc không mở. Vì sao? Vì tánh không sở hữu của trí nhất thiết vị lai là tự tánh của trí nhất thiết vị lai. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vị lai không buộc không mở. Vì sao? Vì tánh không sở hữu của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vị lai là tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vị lai vậy. Này thiện hiện sắc hiện tại không buộc không mở. Vì sao? Vì tánh không sở hữu của sắc hiện tại là tự tánh của sắc hiện tại. Thọ tưởng hành thức hiện tại không buộc không mở. Vì sao? Vì tánh không sở hữu của thọ tưởng hành thức hiện tại là tự tánh của thọ tưởng hành thức hiện tại vậy. Như vậy cho đến trí nhất thiết hiện tại không buộc không mở. Vì sao? Vì tánh không sở hữu của trí nhất thiết hiện tại là tự tánh của trí nhất thiết hiện tại. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hiện tại không buộc không mở. Vì sao? Vì tánh không sở hữu của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hiện tại là tự tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hiện tại vậy. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh chẳng chuyên cần tinh tấn, chưa trồng căn lành, chẳng đủ thiện căn, bị bạn ác nhiếp phục, biếng nhác tự cao, làm theo sự hướng dẫn của ma, tinh tấn yếu kém, thất niệm ác tuệ, nên đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa mà Phật đã thuyết, thật khó tin hiểu. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói, những chúng sanh chẳng chuyên cần tinh tấn, chưa trồng căn lành, chẳng đủ căn lành, bị bạn ác nhiếp phục, biếng nhác tự cao, làm theo sự hướng dẫn của ma, tinh tấn yếu kém, thất niệm ác tuệ, nên đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa mà ta đã thuyết, thật khó tin hiểu. Vì sao vậy? Này thiện hiện, về sắc thanh tịnh, tức quả thanh tịnh. Quả thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh cùng với quả thanh tịnh đây không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức quả thanh tịnh, quả thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh cùng với quả thanh tịnh đây không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Như vậy cho đến tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh tức quả thanh tịnh, quả thanh tịnh tức tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh cùng với quả thanh tịnh đây không hai, không khác, không hại, không đoạn. Vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật thanh tịnh tức quả thanh tịnh, quả thanh tịnh tức vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật thanh tịnh, vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật thanh tịnh cùng với quả thanh tịnh đây không hai, không khác, không hại, không đoạn. Lại nữa thiện hiện sắc thanh tịnh tức bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh cùng với bát nhã ba la mật đa thanh tịnh đây không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh cùng với bát nhã ba la mật đa thanh tịnh đây không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Như vậy cho đến trí nhất thiết thanh tịnh tức bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức trí nhất thiết thanh tịnh, trí nhất thiết thanh tịnh cùng với bát nhã ba la mật đa thanh tịnh đây không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh tức trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh cùng với bát nhã ba la mật đa thanh tịnh đây không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Lại nữa thiện hiện sắc thanh tịnh tức trí nhất thiết trí thanh tịnh, trí nhất thiết trí thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh đây không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức trí nhất thiết trí thanh tịnh, trí nhất thiết trí thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh đây không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Như vậy cho đến trí nhất thiết thanh tịnh tức trí nhất thiết trí thanh tịnh, trí nhất thiết trí thanh tịnh tức trí nhất thiết thanh tịnh, trí nhất thiết thanh tịnh cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh đây không hai, không khác, không hại, không đoạn. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh tức trí nhất thiết trí thanh tịnh,
Trí nhất thiết trí thanh tịnh, tức trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, cùng với trí nhất thiết trí thanh tịnh đây, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Lại nữa thiện hiện, bất nhị thanh tịnh, tức sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh, tức bất nhị thanh tịnh. Bất nhị thanh tịnh cùng với sắc thanh tịnh đây, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Bất nhị thanh tịnh, tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh. Thọ tưởng hành thức thanh tịnh, tức bất nhị thanh tịnh. Bất nhị thanh tịnh cùng với thọ tưởng hành thức thanh tịnh đây, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Như vậy cho đến bất nhị thanh tịnh, tức trí nhất thiết thanh tịnh. Trí nhất thiết thanh tịnh, tức bất nhị thanh tịnh. Bất nhị thanh tịnh cùng với trí nhất thiết thanh tịnh đây, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Bất nhị thanh tịnh, tức trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, tức bất nhị thanh tịnh. Bất nhị thanh tịnh cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh đây, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Lại nữa thiện hiện, ngã hữu tình cho đến người biết người thấy thanh tịnh, tức sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh, tức ngã hữu tình cho đến người biết người thấy thanh tịnh. Ngã hữu tình cho đến người biết người thấy thanh tịnh cùng với sắc thanh tịnh đây, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Ngã hữu tình cho đến người biết người thấy thanh tịnh, tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh. Thọ tưởng hành thức thanh tịnh, tức ngã hữu tình cho đến người biết người thấy thanh tịnh. Ngã hữu tình cho đến người biết người thấy thanh tịnh cùng với hy thọ tưởng hành thức thanh tịnh đây, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Như vậy ngã hữu tình cho đến người biết người thấy thanh tịnh, tức trí nhất thiết thanh tịnh. Trí nhất thiết thanh tịnh, tức ngã hữu tình cho đến người biết người thấy thanh tịnh. Ngã hữu tình cho đến người biết người thấy thanh tịnh cùng với trí nhất thiết thanh tịnh đây, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Ngã hữu tình cho đến người biết người thấy thanh tịnh, tức trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, tức ngã hữu tình cho đến người biết người thấy thanh tịnh. Ngã hữu tình cho đến người biết người thấy thanh tịnh cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh đây, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Lại nữa thiện hiện, tham sân si thanh tịnh, tức sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh, tức tham sân si thanh tịnh. Tham sân si thanh tịnh cùng với sắc thanh tịnh đây, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Tham sân si thanh tịnh, tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh. Thọ tưởng hành thức thanh tịnh, tức tham sân si thanh tịnh. Tham sân si thanh tịnh cùng với thọ tưởng hành thức thanh tịnh đây, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Như vậy cho đến tham sân si thanh tịnh, tức trí nhất thiết thanh tịnh. Trí nhất thiết thanh tịnh, tức tham sân si thanh tịnh. Tham sân si thanh tịnh cùng với trí nhất thiết thanh tịnh đây, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Tham sân si thanh tịnh, tức trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, tức tham sân si thanh tịnh. Tham sân si thanh tịnh cùng với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh đây, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Lại nữa thiện hiện, sắc thanh tịnh nên thọ thanh tịnh, thọ thanh tịnh nên sắc thanh tịnh. Sắc thanh tịnh cùng với thọ thanh tịnh đây, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Như vậy, thọ thanh tịnh nên tưởng thanh tịnh, tưởng thanh tịnh nên hành thanh tịnh, hành thanh tịnh nên thức thanh tịnh, thức thanh tịnh nên nhãn xứ cho đến ý xứ thanh tịnh, ý xứ thanh tịnh nên sắc xứ cho đến pháp xứ thanh tịnh, pháp xứ thanh tịnh nên nhãn giới cho đến ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh nên sắc giới cho đến pháp giới thanh tịnh, pháp giới thanh tịnh nên nhãn thức giới cho đến ý thức giới thanh tịnh, ý thức giới thanh tịnh nên nhãn xúc cho đến ý xúc thanh tịnh, ý xúc thanh tịnh nên nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên vô minh cho đến lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh, lão tử sầu than khổ yêu não thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa thanh tịnh, bố thí ba la mật đa thanh tịnh nên nội không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, tám chi thánh đạo thanh tịnh nên lần lượt 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh, trí nhất thiết thanh tịnh nên trí đạo tướng thanh tịnh, trí đạo tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí đạo tướng thanh tịnh, trí đạo tướng thanh tịnh cùng với trí nhất thiết tướng thanh tịnh đây, không hai, không khác, không hại, không đoạn.
Lại nữa, thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Nói rộng cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Như vậy cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Bố Thí Ba La Mật Đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Nói rộng cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa thanh tịnh nên trí nhất thiết tướng thanh tịnh, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Bố Thí Ba La Mật Đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Này thiện hiện, nội không thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, không hai, không khác, không hoại, không đoạn. Nói rộng cho đến nội không thanh tịnh